Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 theo quyết định số 939 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, tuyên truyền chủ trương, chính sách ưu tiên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, giúp hội viên phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê mình thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức được hơn 140 cuộc nói chuyện chuyên đề, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, tuyên truyền chủ trương, chính sách ưu tiên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như chính sách thuế, chính sách dây vốn, chính sách khuyến công và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ thành lập hợp tác xã. Tổng số có trên 6.500 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hơn 400 lớp dạy truyền nghề đan đác, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng nấm bầu ngư, về trồng rau an toàn, nuôi gà bằng điểm lót sinh học cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ. Tổ chức thành lập chính câu lạc bộ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp tài chính trên chính quyền thị thành với gần 140 thành viên tham gia tổ chức khảo sát gần 600 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, một trong những tiêu chí mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chú trọng thực hiện, đó là vấn đề khởi nghiệp, gắn giới việc kết nối, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Để thực hiện tiêu chí này, các cấp hội tập trung để mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế hội viên phụ nữ trong tỉnh đã nhà đang khởi sự khởi nghiệp kinh doanh khó khăn hiện nay chị em đang gặp phải đó là nguồn lực hoạt động của chị em còn hạn chế cụ thể như vốn trang thiết bị tay nghề kết nối thị trường đầu ra đặc biệt là chị em ngại đổi mới phương thức sản xuất ngại tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quá trình khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp của hội viên phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức đối thoại chính sách hỗ trợ cho nữ doanh nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp. Tại buổi đối thoại, nữ chủ doanh nghiệp và phụ nữ tham gia khởi nghiệp đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo các sở ngành chuyên môn về những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thức tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, những chính sách thiết thực liên quan đến việc thành lập, phát triển hợp tác xã kết nối với các nhà đầu tư, xây dựng chủ giá trị kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Qua buổi làm việc trực tiếp trên tinh thần khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm, tất cả các ý kiến của nữ doanh nghiệp, nữ tham gia khởi nghiệp đã được lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành liên quan trả lời cụ thể. Đây không chỉ là cơ hội cho hội viên phụ nữ, nữ doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu học hỏi trong việc phát triển kinh tế, mà còn mở ra nhiều hy vọng và niềm tin cho những người phụ nữ có tinh thần vượt khó, sáng tạo, mạnh dạng triển khai, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp khả thi trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Tỉnh hội cố gắng phấn đấu đến năm 2025, có 90% cán bộ hội chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, hỗ trợ 400 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Mục tiêu không chỉ giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh nhà trong xu thế đổi mới và hội nhập. Một trong những mô hình phụ nữ khởi nghiệp mang lại hiệu quả khả quan đó là mô hình trồng lan Mocara Cát Cành. Giấy tưởng khởi nghiệp từ qua lan Mocara ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Chị Nguyễn Thị Thơ, ngụ ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi, quyền Tiểu Cần, đã mạnh dạng đầu tư dường lan Mocora Cát Cành trên diện tích 500m2 với 2.500 cây giống. Theo chị Thơ, đây là mô hình nông nghiệp đô thị thích hợp với người dân có quỹ đất ít để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Mocora là giống lan đa dạng màu sắc và được thị trường ưa chuộng, thích hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại trại dinh vốn xuất thân con nhà nông nên chị Nguyễn Thị Thơ mạnh dạng thực hiện mô hình trồng lan cắt cành Mocara vào tháng 2 năm 2020. Chị Thơ áp dụng kỹ thuật trồng lan nhà lưới chịu được dông gió, thông thoáng, có ánh sáng để lan phát triển nhanh. Về kỹ thuật tạo luống, các luống trong nhà lưới được bố trí tùy theo khu đất trồng, mặt luống rộng từ 0,8 đến 1,2 m và dài từ 8 đến 10 m. Luống hình mô rùa lối đi giữa các luống rộng 0,5m, luống xây gạch ống có lỗ thoát nước. Trong mỗi luống có lắp đặt 5 trụ đỡ cao 2,5m, luống được rải giỏ đầu phộng dày 10-15cm để tạo chất dinh dưỡng cho cây. Hệ thống tưới phun sương được điều khiển tự động với tần suất 2 lần một ngày, mỗi lần 5 phút. Theo chị Thơ, làng Mokara có thể trồng quanh năm nhưng tránh trồng vào thời điểm mưa nhiều dễ bị thói đọt khi trồng đảm bảo cho rễ cây lan vừa chạm mặt gió đầu phộng. Với diện tích 500m2 trồng lan Mocara, chỉ ước tính năng suất đạt từ 8 đến 12 cành qua trên một cây một năm. Một cây lan có thể khai thác đến 7 đến 10 năm và sau 3 năm có thể cho ra 3 cây non trên một cây giống. Hiện tại, vườn lan của chị Thơ cung cấp qua lan Mocara mỗi tháng cho các shop qua trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Doanh nghiệp tư nhân Thanh Lá Nghệ thuật Bến Tre và cơ sở thu mua qua lan các cành Trung Dân, tỉnh Tây Ninh. Để phòng trừ sâu bệnh, chị Thơ cho biết, khi đầu tư dựng lan, chị chú trọng thiết kế các luống trồng thông thoáng, tránh tưới nước quá ẩm vào chiều tối, đồng thời thường xuyên vệ sinh xung quanh dựng lan để hạn chế cung trùng, sâu bọ. Kiểm tra giường mỗi ngày để kịp thời cắt bỏ các bông nhỏ ra đợt đầu hoặc cây còi cọc để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Nếu xuất hiện bệnh hại thường gặp trên cây lan như bệnh thối nhũng bệnh khô đầu lá, bệnh đấm qua lan, bệnh tuột lá chân thì phòng trừ ngay và cắt bỏ vết bệnh. Ưu tiên sử dụng thuốc bao giờ thực vật có nguồn gốc sinh học để phòng trị. Thì hồi xưa giờ thì cứ tưởng là cái mô hình này trồng là được ở cái xứ các xứ khác, cái địa phương mình thì cứ tưởng là không trồng không được. Nên là cũng không có nghĩ đến cái cái chuyện cái mô hình này khi được tư vấn và được hỏi đến cái kỹ thuật thì thấy nó cũng đơn giản thì mình cứ học hỏi và tìm tòi trên mạng internet thêm hiện tại cái nhà vườn thì có là sáu màu nên sáu màu này thì cũng thị trường cũng đang cái ưa chuộng thì mình nếu mình có trồng hiệu quả thì mình sẽ tiếp tục nhân giống trồng tiếp tục những cái màu này để cung ứng nhiều cho cái thị trường ở tại địa phương của mình. Mô hình canh tác giống qua lan Mocara thích hợp thực hiện tại các địa phương ở tỉnh Trà Vinh vì phù hợp nhiệt độ thời tiết và thổ nhưỡng. Đây là giống lan thích hợp để sản xuất qua các cành. Cây cho qua gần như quanh năm và cây rất khỏe, phát triển mạnh, về chiều cao, ít bị nhiễm sâu bệnh, màu sắc tươi sáng và đa dạng. Sau khi đầu tư, người trồng có thể thu hoạch trên 5 năm và nhân được nhiều cây giống. Hiện nay, thị trường hoa lan có hơn 10 giống lan Mokara. Hầu hết, các giống lan phổ biến hiện nay ở Việt Nam đều có nguồn gốc nhập từ Thái Lan. Tuy nhiên, Singapore là nơi khởi nguồn tạo ra giống lan Mokara này. Chị Nguyễn Thị Thơ chia sẻ, hướng tới, gia đình chị sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích 500m2 với 2.500 cây giống lan Mokara áp dụng phương pháp tưới phun tự động trên giá thể giỏ đậu phộng trong nhà lưới. Đồng thời, trồng các loại kiển lá với diện tích 10.000 m2, mục tiêu là cung cấp hơn 3.000 nhánh qua mỗi tháng vào 2 năm đầu và 5.000 nhánh một tháng cho những năm tiếp theo. Cung cấp 10.000 nhánh kiển lá vào đầu năm và 50.000 nhánh cho những năm tiếp theo. Tiếp tục chuyển đổi thêm đất kém hiệu quả và liên kết với các hộ khác để mở rộng quy mô trồng kiển lá phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường. Đến đây thời lượng dành cho chương đề văn hóa xã hội của Đài truyền hình Trại chính ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, thân mến và tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chương đề kỳ sau.